Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo chấm com. Hôm nay mình sẽ cùng chế một con xe drift nhé, dùng cái bánh xe điện 48V 500W này, thêm một cái điều tốc này, hai cái bánh 360 độ. Cái loại này là đường kính của nó 25 cm thì phải. Alo, 20 cm này nhá. Hai cái bánh chịu tải này nhá, thì là coi 360 độ chúng ta để đằng sau. Thêm bộ tay ga này, 4 ắc quy 12V. Và mình dùng một cái cổ trước này của con xe đạp cũ, chúng ta sẽ cắt lấy cái cổ thôi. À, thiếu cái tay lái nữa. Đây, mình sẽ dùng cái tay lái này. Cái bộ này hôm mình mua là 300-400 nghìn thì phải. Lâu lâu rồi không nhớ nữa. Rồi, đầu tiên sẽ phải cho xăm lốp vào cái bánh xe đã nhá.
Rồi, như vậy xong anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi drip đây. Lên đường nhá. Thank you.